Bài tám bảy. Đi 87 cơ. Tương ứng với phần 8 bài 28 quyển 2. Đầu tiên hãy học từ tuy, âm Hán Việt là tuy nhiên. Suy rán. Suy. Suy. Rán. Rán. Suy rán. Suy rán. Tuy giá phòng rẻ nhưng mà. Suy rán phóng du bèn yì, khờ sư. Suy rán phóng du bèn yì, khờ sư. Tuy không thích. Suy rán bù xì khoan. Hơi bị đắt một chút, nguyên văn là đắt rồi chút. Quỷ lờ đẻ. Quỷ lờ đẻ. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ đẻ. Suy rán quỷ lờ đẻ. Bây giờ là từ thật. Chân. Chân. Thật tốt, tốt thật. Chân hảo. Chân hảo. Con người bạn thật tốt, nguyên văn là bạn người thật tốt. Nhì rén chân hảo. Nhì rén chân hảo. Đắt thật. Trân quỷ. Trân quỷ. Rẻ thật. Trân bèn yì. Trân bèn yì. Nhà tốt thật. Phóng dữ trân hảo. Phóng dữ trân hảo. Nhưng mà nhà tốt thật. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ đẻ. Suy rán quỷ lờ đẻ. Nhưng mà nhà tốt thật. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Môi trường xung quanh thế nào? Trâu về hoàn cảnh dẫn mấy dạng? Trâu về hoàn cảnh dẫn mấy dạng? Bây giờ là cách nói từ núi. Sơn. Sơn. Âm Hán Việt là sơn. Phía tây là núi. Xi biên shì shān. Xi biên shì shān. Hãy nhắc lại từ đầu, tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ đẻ. Suy rán quỷ lờ đẻ. Nhưng mà nhà tốt thật. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Tàn sư phóng dữ trân hảo. Môi trường xung quanh thế nào? Trâu về hoàn cảnh dẫn mấy dạng? Trâu về hoàn cảnh dẫn mấy dạng? Môi trường đặc biệt tốt. Hoàn cảnh thơ bế hảo. Hoàn cảnh thơ bế hảo.
phía tây là núi. 西边是山. 西边是山. Phía dưới, nguyên văn là dưới, bên. 下边. 下边. Phía dưới núi, nguyên văn là núi phía dưới. 山下边. 山下边. Sông, hãy nghe và nhắc lại. 河. 河. Âm Hán Việt là Hà, từ này là Hà trong Hà Nội. Hứa nảy. Hứa nảy. Sông nhỏ. Xào hứa. Xào hứa. Một con sông nhỏ. Y thiếu xào hứa. Y. Thiếu. Thiếu. Xào hứa. Y thiếu xào hứa. Y thiếu xào hứa. Có một con sông nhỏ. Yếu y thiếu xào hứa. Yếu y thiếu xào hứa. Phía dưới núi có một con sông nhỏ. Sán xà biên yếu y thiếu xào hứa. Sán xà biên yếu y thiếu xào hứa. Hãy nhắc lại từ đầu. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quẩy lờ tiểu. Suy rán quẩy lờ tiểu. Nhưng mà nhà tốt thật. Tàn sư phán dư chân hảo. Tàn sư phán dư chân hảo. Môi trường xung quanh thế nào? Châu quế hoàn chỉnh dẫm dạng. Châu quế hoàn chỉnh dẫm dạng. Môi trường đặc biệt tốt. Hoàn chỉnh thơ biệt hảo. Hoàn chỉnh thơ biệt hảo. Phía tây là núi. Xí biên sư sán. Xí biên sư sán. Phía dưới núi có một con sông nhỏ. Sán xà biên yếu y thiếu xào hứa. Sán xà biên yếu y thiếu xào hứa. Bên sông. Hứa biên. Hứa biên. Bên sông là một cái công viên rất lớn. Hứa biên sư ý cờ hẳn tả tờ công viên. Hứa biên sư ý cờ hẳn tả tờ công viên. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Châu quấy phê tráng an dịnh. Châu quấy phê tráng an dịnh. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, sâu hội viên, kinh lý. Mượn sách. Chìa xu. Dì ơi, chỉ cần một cái thẻ điện thoại. A yí, chỉ yào yí trang điện hòa khả. Giúp tôi làm một việc.
帮我办一件事。散杂还没粉枪。打八折。phải đem cơm chưa? 要带午饭。连chỗ đèn xanh đèn đỏ sẽ cháy。到红绿灯那往左拐。ngồi xe số 375。坐375路车。đau đầu, sốt, ho. thấu thắng, phá sao, khớ sầu. tiến bộ rất lớn. 进步很大. hơn nữa. 而且. chạy bộ. 跑步.ra nước ngoài, chu của, nhận điện thoại, chia điện hòa, chúc mừng, chủ hợ, hai viên thuốc, lãng phiên yào, kết quả ra rồi.结果出来了。sao khóc vậy? 怎么哭了? đừng buồn nữa. 别难过了。mấy căn nhà, mấy căn hộ. 几套房子。không vừa ý lắm.不太满意。Lại dẫn anh đi xem thêm. 再带您去看。Hơn 30 mét vuông. 30 多平方米。Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. 上下午都有阳光。Sớm đã tan làm rồi. 早就下班了。tắc đường tắc kinh khủng. 堵车堵得厉害。vợ, thê tử. 妻子。vội vàng về. 往回赶。Nếu mà không vừa ý. 要是不满意. Tiền thuê phòng. Phòng du. Đắt vậy. Trơ mà quẩy. Thuê nhà. Du phòng zi. Một tháng 3.000 tệ.一个月三千块。tuy hơi bị đắt một chút. 虽然贵了点儿。phía dưới núi có một con sông. 山下边有一条小河。tốt thật.真好。